cho học hôm mấy rồi? Lớp 9 rồi, còn đang học lớp mấy? Nói đến chị, nói sao anh? Hôm nay con trai từ Việt Nam qua, thì nhà gia đình con cũng làm bữa cơm thân mật mời các cha tới dự. Cảm ơn cha và các anh các chị đã đến dự bữa cơm thân mật cùng gia đình. Dạ, con nói như thế rồi. Cha có muốn nói gì gì không? Rồi xin cha làm phép của anh này. Dạ, đặt kinh. Yeah. Trước hết thì xin tạ ơn Chúa. Trước hết là gặp bà, gặp được bà lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, rồi gặp các anh các chị mấy chục năm rồi. Và đúng là một cái dịp hội ngộ rất là tốt đẹp. Tạ ơn Chúa. Riêng đến với nhà gia đình anh Thủy thì cái này mới nói vui, đúng là nhà đại gia. Hết lành Chúa ban xuống cho gia đình. Xin tạ ơn Chúa. Cầu chúc cho tất cả các anh các chị được mọi ơn lành, một xác tốt đẹp, và cũng nhân vì đến với Trà Cường để xem cái công việc phục vụ của ngài như thế nào. Thì Trà Cường có giới thiệu ở đây, chứ còn tôi đâu có cái số điện thoại mà không có cái gì. Trà Cường là con Trà Quang. Và nhớ giọng nói của bà trước sau vẫn vậy thôi. Bà hôm nay đẹp gái nhất nhà đấy. 87 rồi hả má? 87 tuổi rồi. Dạ. Vừa mới October 10 vừa mới rồi là 87 tuổi. Vâng. Còn Anna đâu? Rồi thôi được rồi. Thôi cha làm phép thức ăn dùng nào. Đó. Thức ăn hot day sao? Vậy con mời hai cha, mời má, mời cha. Đang ngồi thì đây bác này, bác này.